Hello game, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hai bộ đồ chơi có tên gọi là robot tự vẽ và máy vẽ tự động. Một bộ thì có hộp, một bộ thì không có hộp. Một bộ thì mắc hơn, có giá là 132.000. Còn bộ này chỉ có giá là 80.000 mà thôi. Nhưng mà lần này mức độ chênh lệch về giá của nó thì cũng chấp nhận được, không đến mức quá vô lý như là cái bộ pin điện hóa lần trước, đúng không game? Hai bộ này thì mặc dù có tên gọi khác nhau nhưng mà anh nghĩ là cách chơi giống nhau đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem là bộ nào chơi thú vị hơn nhá. Hình như là ban nãy anh nói nhầm, bộ này là robot vẽ vời chứ không phải là robot tự vẽ đâu game. Wow, nó có cái hộp rất là chắc chắn. 10 điểm thanh lịch, không nói nhiều. Người ta gói rất là kỹ luôn. Đó. Kể cả khi khui ra mà so sánh hai bộ này với nhau thì cũng thấy là bộ này đáng đồng tiền bát gạo hơn đấy. Kết cấu của nó thì giống một con robot hơn là một cái máy vẽ. Đúng rồi, cái này khi mà lắp xong ấy thì chúng ta sẽ có một cái cỗ máy. Còn cái này lắp xong thì sẽ thành một con robot. Anh sẽ lắp cái này trước. Đây là những thứ có bên trong bộ robot vẽ vời. Nhìn thì cũng không phức tạp đâu. Hãy cùng anh làm lần lượt từng bước theo hướng dẫn nhé. Vậy là đã xong bộ đầu tiên, nhưng mà để tăng phần kịch tính ý, thì anh sẽ chưa cho nó chạy thử ngay, mà anh sẽ làm bộ thứ hai luôn. Hả? Anh phát hiện ra là bộ này người ta đã lấy mất các chi tiết của anh. Hả? Người ta bán cho anh thiếu mất rất là nhiều chi tiết luôn. Một bộ đủ của người ta thì sẽ có như thế này. Nhưng mà trong cái bộ này của anh, thật là thất vọng quá kem ạ. Cứ tưởng rằng sẽ có được một cuộc thi đấu gay cấn, thế mà cái bộ này không thể nào hoàn thành được rồi. Đây này, một bộ đầy đủ của người ta thì sẽ có cả motor này, có bộ chuyển động này, còn có cả khay pin nữa. Nhưng mà ở đây chỉ có nhiêu thế thôi. Thế này thì làm sao mà anh có thể làm được? Đúng là mua mấy cái bộ đồ chơi kiểu như thế này ấy, kiểu chỉ có bọc như này ấy, mà dễ dàng tháo ra thì rất dễ bị rút ruột, bị đánh cắp những cái phụ kiện ở bên trong. Thật là đáng buồn. Thôi thì chơi đỡ cái em robot vẽ vời này cũng được. Dù sao thì nhìn em ấy cũng khá là xịn sò đúng không kem? Bây giờ thì anh sẽ tháo nắp ra xem là em ấy có hoạt động được hay không. Phải đảm bảo là ba cái chân đều chạm xuống dưới mặt của tờ giấy. Kèm hãy đoán xem là nó có vẽ được không? Nó sẽ đi theo hình gì? Anh nghĩ là nó sẽ theo hình tròn thôi, bởi vì theo hướng dẫn ấy thì nếu mà chúng ta đặt ba cái thanh này ở vị trí bằng nhau ấy thì nó sẽ đi theo hình tròn. Còn khi mà chúng ta bẻ, cái này có thể dịch chuyển được nhá. Cái này có thể bẻ qua trái, bẻ qua phải được. Thì nó sẽ đi theo những cái phương khác nhau nữa cơ. Giờ thì anh sẽ để nó thẳng để bằng nhau đã. Hồi hộp quá. Anh sẽ cho nó chạy nhé, không câu giờ của kem nữa. Bắt đầu nào. Nó nhảy tưng tưng luôn này. Wow. Nhưng mà cái nét vẽ của nó không đều. Hả? Ê, đừng có đi ra ngoài nhá. Đừng đi ra ngoài nhé em nhá. Nhưng mà trong á. Nó cứ nhảy cả tưng nên là cái nét vẽ của nó cứ bị nét đứt đấy kem. Không biết là em sẽ tạo ra một cái tác phẩm gì đây. Ra đây, đừng có đi xa thế. Vậy là nó hoạt động tốt nha. Robot vẽ vời.
đấy, đi ra ngoài dơ hết ở bên ngoài rồi, trong giấy thì không vẽ. Ê, cái màu vàng á, màu vàng hơi mờ nhưng mà nó có vẻ là liền lạc hơn là những cái màu khác các em. Hẳn đây sẽ là một bức tranh trừu tượng. Trừu tượng có nghĩa là phải tưởng tượng, phải dùng cái trí tưởng tượng của mình thì mới có thể biết được nó là cái nó là cái tác phẩm gì. Đây là một cái tác phẩm phải nói là nó rất là vô tri, bởi vì ấy, cái con robot này thì nó cũng có chi đâu. Rất vô tri. Vẽ một hồi thì bây giờ hình như là bút cũng sắp hết mực rồi thì phải. Ê, cũng đẹp phết đấy chứ. Ta tạm đi đã, anh sẽ đậy nắp lại và xem tác phẩm của chúng ta. Đây là tác phẩm của chúng ta. Cái gì tác phẩm anh do ơi? Em robot này đã vẽ được đây các em. Đó, các em thấy đẹp không? Các em có vẽ được như này không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì không có ai có thể bắt chước được em robot này. Không có ai có thể nguệch ngoạc được những cái nét y chang như thế này, kể cả anh luôn. Bây giờ anh cho con robot này chạy lại chưa chắc nó đã vẽ được như này luôn. Bây giờ anh sẽ điều chỉnh nó theo một cái tư thế khác để mình thử xem là nó có ra được những cái hình thù khác hay không nha. Anh sẽ gạt nó lên đi. Hai cái trụ vào nhau đi, một cái này vạch nó đi. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh được rất là nhiều dáng, rất là nhiều tư thế. Cái này thì xem là nó sẽ chạy kiểu gì. Có vẻ là không cân bằng cho lắm nhỉ. Thôi kệ đi, thử nghiệm mà. Thế nó đi kiểu gì ấy? Ui, à giật. Wow, nó đi cái đường có vẻ là nó rộng hơn, một cái vòng tuần hoàn rộng hơn đó, nhưng mà nó vẫn chưa đi ra ngoài khỏi tờ giấy nha, rất là đỉnh. Lần này sẽ tạo ra tác phẩm gì đây? Vẫn chưa đi ra ngoài khỏi tờ giấy luôn, quá dữ. Wow, mà anh để ý là không có một cái nét mực nào nó trùng với cái nét mực nào luôn. Nó sẽ có những cái khoảng giao cắt nhau, nhưng mà những cái đường vẽ thì nó sẽ là những cái đường mới, chứng tỏ là em robot này em ấy đi rất là lung tung, không bao giờ đi lại cái lối cũ của mình. Ê, ra ngoài, ra ngoài. Ui, bức này có vẻ đẹp hơn. Các em hãy chấm giúp anh xem cái bức này được bao nhiêu điểm nhé. Vậy là anh đã vừa giới thiệu với các em một món đồ chơi hết sức là vô tri, nhưng mà nó cũng khá là thú vị đấy chứ đúng không? Và nó còn có thể hoạt động ở nhiều cơ chế khác nhau nữa. Nếu như bạn nào thích bộ đồ chơi này thì cũng có thể mua về và khám phá thêm nhé. Còn bây giờ thì video của anh đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy bình luận ở phía dưới cho anh biết là trong video sau các em muốn anh chơi bộ đồ chơi nào. Và nếu như các em thích video này thì hãy cho anh một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.